quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 25 tháng 1. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới, thời tiết Quảng Ngãi hôm nay có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ so với ngày hôm qua và dao động ở mức từ 20 đến 27 độ C, có nắng từ trưa về chiều. Còn ngày mai 26 tháng 1, tức là ngày 24 tháng Chạp, ngày mai Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa rào nhẹ vài nơi, ban ngày trời có nắng, vẫn thuận lợi cho các hoạt động đón Tết. Riêng khu vực các huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ, dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi, cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong dông. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, trời se lạnh, ngày nắng. Thị xã Đức Phổ, có mây, mưa rào nhẹ, ngày nắng. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, đêm và sáng trời lạnh, mưa rào. Huyện Lý Sơn, mây thay đổi, sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Thời tiết nông vụ. Những ngày này, nhiều gia đình tại huyện Sơn Tịnh đang tập trung chăm sóc đàn vịt để bán ra trong dịp Tết Nguyên đán. Con giống đã được thả nuôi từ 6 tháng trước. Năm nay, thời tiết mưa nắng thất thường nên cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cả đàn vịt. Trong điều kiện thời tiết này, thì những hộ nuôi vịt phục vụ Tết đang tăng cường sức đề kháng cho vịt. Vì nếu có mưa trở lại, ẩm ướt sẽ khiến vịt dễ mắc bệnh. Theo kinh nghiệm, mật độ nuôi thích hợp từ 8 đến 10 con ở 1 mét vuông, bổ sung thêm dinh dưỡng chống lại vi khuẩn có hại cho vịt, không được cho ăn thức ăn bị mốc, giữ chuồng thoáng mát, sạch sẽ, để khi xuất vịt sẽ có thịt thơm ngon, đảm bảo chất lượng, bán được giá cao trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển. Trong đêm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ yếu, nên khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh trở lại trên mức cấp 6, gây sóng cao, biển động xuất hiện trở lại. Tàu thuyền khi di chuyển cần có phương án đảm bảo an toàn. Tại khu vực Nam Biển Đông, rãnh áp thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh dần. Dự báo từ chiều và đêm mai, một vùng áp thấp nằm trên dải áp thấp này sẽ di chuyển từ phía đông Philippines vào Biển Đông, có khả năng mạnh dần lên và có thể trở thành vùng áp thấp nhiệt đới. Bà con hoạt động trên khu vực này hết sức lưu ý. Cập nhật thông tin thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ đêm nay đến ngày 30 tháng 1, khu vực Duyên Hải miền Trung đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, phía Bắc khu vực có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam khu vực có mưa rào vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa phùn, trời lạnh trở lại với mức nhiệt duy trì từ 15 đến 19 độ C. Thừa Thiên Huế trời se lạnh, có nắng vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Đà Nẵng ít mây, nắng đẹp, se lạnh về đêm, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Lâm Đồng trời nắng nhiều, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, có nắng hơi nóng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Nhằm chào đón năm mới 2022, mang niềm vui đến cho khách hàng sau một năm đầy khó khăn thử thách khi đối mặt với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai chương trình Xuân Như Ý với vô vàn quà tặng và ưu đãi ngập tràn dành cho tất cả các khách hàng thực hiện giao dịch tại BIDV trong thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến trên 1 tỷ đồng như sau. Một giải nhất, xe ô tô Toyota Vios 1.5e trị giá 500 triệu đồng. 10 giải nhì, mỗi giải là một Smart TV 43 inch trị giá 10 triệu đồng. 20 giải ba, mỗi giải là 5 triệu đồng tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng, cùng hàng ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn khác. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi,
số 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại 0255 3174 868, máy lẻ 741 743 hoặc các điểm giao dịch của BIDV Quảng Ngãi.